Helen Mirren giành giải Tony danh giá tin từ New York. Helen Mirren, người đã giành được giải Tony đầu tiên cho vai diễn là nữ hoàng Elizabeth đệ nhị trong vở kịch The Audience và vở kịch Fun Home, giành được giải thưởng diễn xuất của Michael Cerveris và là vở ca nhạc kịch hay nhất tại chương trình phát thưởng giải Tony lần thứ 69. Bà Mirren hiện thời có một giải Tony, giải thưởng vinh dự nhất của ngành kịch nghệ Broadway, một giải Emmy và một giải Oscar vở kịch The Curious Incident of the Dog in the Night Time thắng 5 giải thưởng, bao gồm vở kịch hay nhất, đạo diễn và diễn viên xuất sắc nhất cho Alex Sharp. Severus mang về giải nam diễn viên chính hay nhất trong thể loại ca nhạc kịch, đây là giải Tony thứ nhì của ông. Sau 6 đề cử, Kelly O'Hara mang về cúp thưởng Tony đầu tiên cho vai diễn trong vở ca nhạc kịch The King and I. Lễ trao giải Tony diễn ra tại khán phòng âm nhạc Radio CD kéo dài trong 3 giờ đồng hồ và được truyền hình trực tiếp qua kênh CBS. Chương trình do Christine Chenoweth và Alan Cumming, người đã từng chiến thắng trước đây dẫn chương trình. Giải thưởng năm nay được trao sau một mùa diễn ăn khách kỷ lục trên sân khấu Broadway danh tiếng khi số lượng khán giả lên đến 13.1 triệu và doanh thu bán vé là 1.36 tỷ Mỹ Kim.